bôi cái gì vào nó cứ mai càng ngày nó già thì nó già càng xấu. Biết là ngu rồi đấy, nhưng mà không giờ cả. Không lấy lại được nữa rồi. Chị Thu ạ, ở đây bạn cơ. Chị Thu ạ, chị Thu với em để mà mắt giống nhau vậy. Cái thủ 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 vậy. Vậy cũng có nhìn thấy mắt con quy còn chả nhìn thấy gì cơ. Mắt con quy cái này. Mắt con quy còn tẹo tẹo chả nhìn thấy gì. À nếu mà mắt con quy vậy thì mai nó cắt mí. Mắt con quy bảo mai đi cắt vỏ cháu ơi, đi cắt mí. Nó cắt mí, cắt mí để có ông còn không nhìn. Ông bà cụ Trâm ngày xưa đi cắt mí cuối cùng nó vẫn sụp hết. Ơ thì giờ già rồi xong nó lại chảy giống nhau này. Vậy thì thôi. Sao mà lại đi cắt? Ui này, còn được mấy lỗi nữa mà. Ông Quy năm nay 70 thì còn gì nữa à? Ông Quy 70. Ông Quy 70, 73. Bà Tuyết 71, ông Quy 73. Ông Quy và bé bằng tuổi nhau. 72 thì ông Quy 74. Chênh nhau 2 tuổi. Ông 74 có gì nữa chứ nhau. Là chết là tùy tị. Ông Đức là 76. Ông Đức 77, à 76. Mình năm nay 66. Ông ấy xỉu. Tôi em năm nay 66 rồi. Sợ nhà. Bà Kim là tuổi Tuất, bà năm nay 67. Ờ, bà tôi tuổi Hợi ông đừng đổ. Tôi tuổi Tuất không có được đi cúng không tung được tiền ra. Vơ nữa rồi. Vớ bản tôi với Sơn cách nhau có năm thì. Vậy thì tôi cách Sơn có năm đấy. Tôi không biết ông muốn nhận cái tuổi gì nhận. Sáu sáu thì tôi 64. Ngày xưa bà Vu Vu với bảo tôi. Năm một. Ngày xưa bà Vu với bảo cái này đẻ con này tao khổ nhất, tao toàn mụn với rồi. Bà ơi còn nhớ như vậy. Lấy cái sinh của tôi ý, nói ông nhá, tôi còn sinh năm 54. 54 là tôi đủ tiến à? Đấy, lấy xong tôi đi tôi chữa lại. Ôi cầm cái giấy khai trương chín ấy, chính ấy. Ông Sơn năm nay là ông năm ông 64. 64. Cái giấy khai sinh chính của em thì lại còn. Cái giấy khai sinh chính năm 59 ấy lại còn cái giấy khai sinh chính ấy. Nó chỉ có như thế này này, là bác phải hiểu này này. Bà Niên là sinh năm 57. Mà thì bác cách bà Niên 2 năm. Là 59. Vâng. Bà Niên mày là bà năm nay phải 6 mấy? Bà ấy em 68 rồi. Còn tôi cách Hường Sơn 5, có vậy thôi, còn